Xin chào mọi người, hôm nay em giới thiệu với mọi người lô bao gồm là 17 cây cần nha. Thì lô hôm nay nó sẽ gồm là cần câu bè, cần dây trong và cần lua nha mọi người. Cần lua ngang và cần lua đứng, chất liệu là carbon. Thì em sẽ ship hàng toàn quốc nha. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán phí ship của mỗi đơn đối với cần này là 40.000 một đơn hàng nha. Mọi người có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt đơn hàng nha mọi người. Rồi em đi vào cây cần đầu tiên nha. Số 1 ở đây em có là một cây cột, một khúc máy ngang. Đây, một khúc như thế này. Cây này là thích hợp cho mọi người câu mực nha, câu lua, câu tôm mực, phần ngọn của nó như thế này. Đấy, phần ngọn của nó đây. Cây này thì phần chui cần của nó, phần chui cần của nó là cán mút xốp màu đen. Cần máy ngang, bát của nó là bát vặn của hãng nha. Màu của nó là màu trắng sữa phối như thế này, còn rất là mới đẹp. Cây này thì phần trên này là chất liệu của nó là đặc ruột nha mọi người. Phần dưới này là cán mút xốp. Cây này nó dài là 1m30 và là cần máy ngang. Hiệu của nó đây ha, Rock Shot. Khoen của nó là khoen hãng nha, khoen hãng loại xứ đen như thế này. Các khoen của nó đều là khoen hãng hết. Nó bao gồm tất cả là 2, 4, 6, 8, 9 khoen nha mọi người. 9 khoen bao gồm cả đầu bung và các khoen của nó đây. Một khúc 1m30, độ lớn của ngọn cần. Cây này ngọn của nó là 1.6 ly nha mọi người. Đây, độ cứng của nó này, thích hợp cho mọi người câu tôm, câu mực, câu lua nha. Đây, một khúc. Cây này là mã số 1 nha. Số 1 này nặng là 122g. Cần số 1 này có giá là 300.000. Tiếp theo, số 2. Số 2 là một cây 2 khúc UL. Đây, cây này là chất liệu phíp nha. 2 khúc UL này hàng Daiwa, chất liệu phíp đỏ. 2 khúc như thế này. Cây này thì phần chui của nó đây, phần chui của nó cũng là phần tay cầm nó là mút xốp. Bát của nó là bát vặn như thế này, hãng Daiwa. Thông số đây 56 UL, là dài 1m68 nha. Lua của nó là 2-7g. Cây này là hãng Daiwa, Made in Taiwan. Đây qua của Mỹ nha mọi người, Ultra Light Action. Đây, 1m68 2 khúc. Màu của nó là màu nâu như thế này. Ở đây nó có một vài vết xước xác ở trên trên cần. Đây, để em zoom lại cho kỹ nha. Đây, nó có một vài vết xước xác như thế này. Cái này là khoen như thế này nha, khoen hãng của đây qua, khoen nguyên bản của nó. Cái dòng này là khoen kiểu như vậy. Phần ngọn của cần, cái này nó gồm là 4 khoen thôi. Đây là ngọn. Đầu bung. Đồ cứng UL, dài là 1m68 2 khúc. Ngọn là 1.9 ly. Cây này dẻo nha mọi người. Mã số 2, ngoại hình tổng thể như thế này. Cái số 2 này nặng là 86g, số 2 này giá là 300.000 luôn nha. Rồi, những cây cần tiếp theo từ số 3 tới số 17 là cần carbon toàn bộ nha mọi người. Cây số 3 là một cây cần 2 khúc câu bè. Cây này là dạng cần Hachi, có chiều dài là 2m1 nha, quen bát là Funfuri. Phần chui của nó như thế này, chui gỗ. Phần cán này. Bát của cần là bát... bát cần là Fury FS6. Chiều dài của cần là 2m1 nha mọi người. Đây, chất liệu của nó là carbon. Màu của nó đây, khoen Fury loại sứ đen như thế này. Đây là cái lóng gốc. Ngọn của nó này. Tất cả các khoen của cần đều là khoen khoen Fury hết nha. Ngọn của cần là 1.2 ly. Độ cứng của nó đây. Cái này cứng khoảng 15 nha mọi người. Đây, ngọn của nó rất là mảnh. Tổng thể của nó
Dài là 2m1. Cây này mã số 3, nặng là 121g. Số 3 này giá là 700.000. Tiếp theo, cây số 4. Số 4 là một cây của Ryobi, chất liệu carbon, dài 1m65, độ cứng 30 nha mọi người. Màu xanh đen như thế này, hiệu Ryobi. Pad của nó là Fury Stainless. Tất cả Fury Stainless. Tem nhãn của cần đây. Dài là 1m65. Hiệu là Ryobi nha, Ryobi Golden Carbon. Khoen của nó là khoen Fury loại sứ xám. À, Fury loại sứ đen như thế này. Đây là phần gốc của cần. Ngọn đây. Khoen Fury toàn bộ. Phần ngọn phía trên như thế này. Ngọn cây này là 1.6 ly, độ cứng 30 nha mọi người. Độ cứng 30, 2 khúc 1m65. Độ cứng của nó này, cứng 30 tổng thể. Cây này là mã số 4 nha. Số 4 này có cân nặng là 126g. Cây số 4 giá là 600.000. Tiếp theo số 5. Tiếp tục nha, số 5 em cũng có là một cây Ruby. Cây này dài là 1m80, 2 khúc. Cây này nó cũng có độ cứng 30 luôn. Phần góc của nó này, góc chữ gỗ như thế này. Hiệu là Ryobi Pad Fury FS6. Ryobi Gold Carbon. Màu của nó là màu xanh nha. Đem nhãn của cần này. Cái này thì ngoại hình nó có xước xác như thế này. Có vài vị trí đầy xước như thế này nha. Khoen Fury loại xước xám. Phần ngọn của nó đây, độ cứng là 30 nha mọi người. Ngọn của nó là 1.7 ly, cứng 30 nha. Và 1m8, cứng 30. Tổng thể là hơn. Cái này là mã số 5, nặng là 136g. Cần số 5 này giá cũng là 600.000 nha. Tiếp theo, cây cần số 6. Sao có đây là một cây dây trong 2 khúc. Cây này của Suzumi như thế này. Cái này thì phần gốc của nó đây. Chui cần, chui gỗ. Cán này nó khá là nhỏ nha. Pad của nó là pad vạn hãng Suzumi. Cái này thông số của cần đây mọi người, nó hơi bị bong tróc ở thông số ở đây. Độ cứng 10 và chiều dài của cần là 2m40 nha mọi người. Chiều dài của nó là 2m40, độ cứng là 10, tem nhãn đầy đủ. Nhưng mà cây này nó bị vận chuyển về nó bị cứng ngọn. Cây này dài thực tế nó còn 2m3 thôi nhá. Màu xanh như thế này, khoen dẫn của nó là xích gâu như thế này nha. Đây, còn đây là phần ngọn của cần. Sứ dẫn của nó này, dẫn của nó là dẫn sứ xám, phần ngọn. Đầu bu của cần, bu của nó là bu xích như thế này. Cái này nó còn dài 2m3, nó mất 10cm nha mọi người. Ngọn của nó là 2 ly 4. Cứng của nó này, tổng thể 2 khúc như này, giờ 2m3 nha, cứng 10. Mã số 6, nặng 162g. Số 6 này giá 350.000. Tiếp theo nha, cây số 7. Số 7 em có một cây 2 khúc dây tròn. Đây là hàng, cây này còn rất là mới nha. Màu của nó là màu trắng phối xanh như thế này, còn rất là mới đẹp. Phần chui, cây này hãng của nó là hãng Kenju, hàng nội địa Nhật nha. Phần chui nè, tay cầm mút xốp màu đen. Pad của nó là pad Fury, pad vặn như thế này.
của nó. Màu của nó là màu xà trắng phối xanh, cứng 50, dài 2m7. Logo và tem mạc đầy đủ nha mọi người. Khoang dẫn của nó là khoang dẫn xích. Cần này còn rất là mới luôn. Phần ngọn của cần đây. Sứ dẫn của nó cũng là sứ xích nha. Hai khúc 2m7, độ cứng là 50. Bu của nó là bu xích. Ngọn là 2.9 ly nha mọi người. 2.9 ly. Độ cứng 50. Cần còn rất là đẹp nha mọi người. Hãng Kenju nội địa Nhật, tổng thể là hai khúc như thế này. Cái này là mã số 7. Số 7 này có cân nặng là 292 g nha. Cần số 7 này giá là 700.000. Số 8. Số 8 em có một cây hai khúc hai ngọn. Hai khúc hai ngọn này, cây này cũng là một cây cần như trong. Hai khúc hai ngọn, dài là 2m70 của Alpha Tucker. Phần gốc. Cái này thì phần tay cầm của nó là mút xốp màu xám như thế này. Hãng cần là Alpha Tucker, hàng Korea xuất Nhật nha. Mark Fury. Bất vặn. Chiều dài là 2m7 nè, Made in Korea. Cái này là nó dính bẩn nè, dính keo bẩn. Cần này, cái này nó cũng còn khá là mới. Khoang dẫn của nó cũng là khoang dẫn xích luôn. Đây là phần gốc của cần. Hai ngọn của nó này. Hai ngọn này hai độ cứng khác nhau. Sứ dẫn của nó là sứ xích, một ngọn là xa M và một ngọn là TS nha. À, TH nha. Cây này cứng 50 và 80 nha mọi người. Đây là hai ngọn. Đồ bu. Bu của nó đều là bu xích hết. Cái này là ngọn cứng hơn nè. Ngọn của nó lần lượt là 3.19 ly. Ngọn là 3.9. Để em trao lại cái này. Cái này là ngọn sai, ngọn S này, ngọn cứng hơn ngọn mờ. Nó là cái ngọn này nhé. Ngọn này là 3.3 ly nha mọi người, là ngọn cứng hơn này. Đây, cái này cứng tầm 80, đây rất là cứng luôn nhé. Đây là ngọn cứng hơn này. Ngọn này cứng tầm 50. Đây, cứng trên ngọn này yếu hơn tí nha mọi người. Cứng 50 và 80, mã số 8, dài 2m7, 2 khúc 2 ngọn của Alpha Tucker dây trong nha. Có thể nó là như thế này. Cái này là mã số 8, cân nặng là 285g, nặng là một gốc một ngọn nha, giá là 700.000. Tiếp theo, cây cần số 9, số 9 em có một cây 2m7. Cái này là hàng Suzumi. Hai khúc và 2m7, độ cứng cũng là cứng 50 nha. Phần chui của nó đây. Góc như thế này. Góc tay cầm như thế này. Bát tay cây này là bát hẳn. Bát vặn. Hiệu của nó là Suzumi, cứng 50, dài 2m7. Cây này còn khá là mới. Khoang dẫn của nó là khoang dẫn sứ xám như thế này. Ở đây nó có một cái trầy. Ít chóc sơn ở đây, đầy thơ sức ở đây nha. Đây là cái lõm lõm gốc và ngọn của cần. Sứ dẫn của nó là sứ dẫn sứ xám nha mọi người. Bu của cần là bu xích. Cái này độ cứng 50. Ngọn 2.7 ly.
50 nha. 2 khúc. Tổng thể. Cái này mã số 9, số 9 này nặng là 291 g. Số 9 này giá là 600 nghìn. Tiếp theo, cây số 10. Số 10 là một cây 3 khúc dây trong nha. Cây này cặp bao xoắn ít toàn thân. 3 khúc như thế này. Cái này là của hãng đây. Specialist nha mọi người. Cái này chất của nó là chất cặp bao xoắn như thế này, toàn thân nha. Phần góc của cần là đây. Phần tay cầm mút xốp màu xám. Bát Fury, bát vặn nha. Hướng 80, dài 3m3. Inner True. Tem nhãn của cần đây. Màu của nó là màu vàng như thế này nha mọi người. Khoen dẫn của nó là khoen dẫn xích. Đây là cái lóng gốc, ngọn và lóng giữa của cần. Sứ xích nha. Chất của nó đây. Xoắn như thế này toàn thân luôn nha. Dẫn của nó này, đầu bu của nó là đầu bu xích luôn. 3 khúc 3m3 và độ cứng của cần là cứng 80. Độ lớn của ngọn cần là 2.66 ly. Nó là cứng nha. Chất liệu carbon xoắn ít toàn thân. 3 khúc tổng thể như thế này. Cái này là mã số 10, số 10 này có cân nặng là 371 g. Số 10 giá 850 nghìn. Tiếp theo 11. 11 cũng là một cây 3 khúc. Cây này của Alpha Tucker. Dài là 3m3, 3 khúc nha. Cũng còn khá là mới. Phần gốc của cần đây. Hiệu Alpha Tucker. Phần gốc của nó thì xoắn như thế này. Bát Fury tem vàng, bát vàng. Còn cái dây buộc cần như thế này. Hiệu lên mọi người Alpha Tucker, dài là 3m3. Khoen dẫn của nó là khoen dẫn xích. Ngọn và lóng giữa. Sứ dẫn xích nha. Ngoại hình còn rất là mới luôn. Đầu bu của nó cũng là đầu bu xích nha mọi người. Cái này thì ngọn của cần nó có độ lớn là 3.1. 3 khúc 3m3. Cái này độ cứng của cần nó tầm 50. Cứng 50, dài 3m3. Tổng thể đây. Cái này là mã số 11, nặng là 442 g nha. 11 này giá là 700. Số 12. 12 tự đi là cần lua nha mọi người. Cây số 12 là một cây lô mét đứng 2m1. 2 khúc như thế này. Phần cán của cần là cán gỗ bần nha. Phần chua như thế này. Cán cầm là gỗ bần. Cái gỗ bần nó hơi bẩn ở đây. Bát là của cần là Fury nha mọi người. Đây, bát Fury này, chữ Fury ở đây. Cái này là thông số của nó đây. Bill Light Spin, hiệu của nó nha mọi người. Có cái logo hình cái con gì đây nè. Cái công ty của nó nè. Made by Quattrap. Thông số là 7 feet nha, 2m1, lua là từ 12 tới 25 g. Dài 2m1, 2 khúc có màu xanh lục. Mà hình thì nó cũng có những cái vết trầy xước nhẹ nhẹ nha. Màu xanh lục như thế này. Cái này thì khoen của nó là khoen Fury lõi xứ xám. Đây là kiểu khoen như thế này, khoen ba chân nha. Đây, cái này là vết đầy xước thôi. Phần ngọn này. Cái này đồng bộ khoen hết. Khoen Fury lõi xứ xám hết nha. Đầu bô cũng vậy. Đầu bô Fury lõi xứ xám luôn.
Cái này thì phần ngọn của cần nó có độ lớn là 2 ly 6. Độ cứng của cần này tầm ML nha mọi người. ML dài là 2m1. Cứng ML chất liệu carbon, frame mat là full furry. Tổng thể là như thế này. Cái này là mã số 12, 12 này nặng là 154 g. 12 giá là 700.000. 13. Cây 13 em cũng có là một cây lua mé đứng 2 khúc, cây này hàng của Daiwa nhé. Hai khúc như thế này. Màu màu xanh đen. Phần phần góc của nó là tay cầm mút xốp màu đen. Bát của nó là bát Fury nha. Đây là hiệu của Daiwa. Bát Fury như thế này, bát phẳng. Hiệu của nó là Daiwa Chai Way. Độ cứng là M nha. Dài là 8 feet 6 in, tương ứng là 2m59. Hàng Việt Nam xuất Nhật. Mã code này. Hàng Việt Nam xuất Nhật, màu xanh phối đen như thế này. Thì ngoại hình cái này, màu sắc của nó như thế, màu đen như thế này. Khoen cây này là khoen Fury lõi xứ đen như thế này nha mọi người. Đây là cái phần gốc của cần và ngọn đây. Cái này thì nó sẽ gồm tất cả là 2, 4, 6, 7 khoen. 7 khoen bao gồm cả đầu bung. Đây là phần ngọn cần. Khoen thì đồng bộ khoen Fury xứ đen hết nha. Cái này độ cứng M, dài 2m59, cần lua máy đứng. Ngọn là 2 ly 4. Tổng thể nó là 2 khúc như thế này nha mọi người. Cái này mã 13, nặng là 175 g. Số 3 này có giá là 800.000 nha. 800.000, 2m59, độ cứng M. Cây số 14. 14 cũng là một cây máy đứng 2 khúc. Cây này nó cũng có độ dài 2m59 luôn nha mọi người. 2 khúc như thế này. Cái này thì phần tay cầm của nó là mút xốp màu đen. Cây này bắt hãng nha, bắt vặn hãng. Đây đó, cái này thì về mọi người tháo ra nha. Miếng bao bọc lại thôi. Cây này là hàng China xuất Nhật, thông số của nó này 8,6 inch. 2m59, lua là từ 8 tới 20 lb. À, lua là từ lai là từ 8 tới 20 lb và lua là từ 10 tới 30 g nha mọi người. Hai cây này thì đầy đủ thông số. Hiệu của nó này. Seabass Game by Sai. Hàng China xuất Nhật. Tem nhãn. Màu xanh phố như thế này. Cây này khoen thường luôn, khoen xích thường của hãng. Này, khoen của nó này. Phần ngọn. Cây này thì nó là sẽ gồm 2, 4, 6, 8 khoen nha mọi người. 8 khoen. Này, khoen của nó là kiểu khoen xích thường như thế này. Đồng bộ khoen. Cái này độ cứng của nó cũng tầm M nhá. Cái này thì đầy đủ thông số luôn, là đầy đủ tổng thể đây. Cái này mã số 14, nặng là 230 g, dài 2m59. 14 này có giá là 500.000 nha mọi người. 14 giá 500. 15. 15 cũng một cây mới đứng luôn. Cái này màu đỏ như thế này, chất liệu carbon hết nha. Phần gốc là phần mút xốp màu đen, bát hãng, bát vặn của hãng. Vặn như thế này nha. Cái này là một cây EGI nha, cần mực Corvette Rock Burgers như thế này. Cái này thì nó ghi ở trên này là 8,4 inch. Cái này thì nó tương ứng với độ dài là 2m54, 2 khúc nha. Còn ở trên này nó không ghi thông số mồi, tại mồi, tại cá gì hết. Nhưng mà cây này nó ghi là EGI nè. EGI này là dòng cần chuyên mực. Khoen cây này cũng là khoen thường nha mọi người. Khoen thường, loại xứ đen như thế này. Đây là cái lóng gốc và ngọn của cần đây. Các khoen đều là khoen thường hết. Bu của nó này. Cái này thì phần ngọn của nó là 2 ly 1. 2 ly
21 nha, dài là 2m54. Tầm ML của cần lưu nha. Tổng thể cái này mã 15, nặng là 177g, 15 giá là 450.000. Tiếp con, tiếp theo 16 em có là một cây máy nha. Cây này là hàng của team Daiwa nha mọi người. Cây này là team Daiwa, khoen của cần toàn bộ là khoen Furisit hết. Cây này thì phần cán của nó là cán bần nha, cán gỗ bần. Cần máy ngang như thế này hiệu Daiwa. Phát của nó là phát vặn nha. Vặn như thế này. Nó có cái chữ logo Daiwa ở đây nè. Thấy nó hơi bị mờ. Còn ở phía trong này là nó dính, nó bám lẫn nha mọi người. Hiệu đây Daiwa, hàng Daiwa xuất Nhật. Độ cứng của cần tương ứng là độ cứng M. Dài là 1m80 nha, 6 feet 1m80. Lua là từ 1/4 tới 3/4 OZ, nó là tương ứng với 7 tới 21g ấy. Và line là 8 tới 17 LB. Tầm 6 cái cá nha. Đấy, hàng team Daiwa, team Daiwa S này. Cái này thì khoen của cần nó là khoen Furisit toàn bộ nha. Cần máy ngang khoen Furisit hết. Khoen Furisit hết. Và phần ngọn đây. Các khoen của nó đều là khoen Furisit hết nha. Đầu bô của nó cũng vậy. Đầu bô cũng là đầu bô Furisit luôn. Độ cứng M, dài 1m8, cần lua máy ngang hãng team Daiwa, phần ngọn là 2 ly. Độ cứng M nhé. Tổng thể như thế nào? Cái này là mã số 11, nặng là 126, mã số 16 em nhầm. Mã 16 nha, 800.000, nặng là 126g. 16 giá là 800.000. Tiếp theo, cây số 17, cây cuối cùng nha. 17 em có một cây lưu máy đứng 2 khúc 1m8. Cây máy đứng như thế này. Cây này thì phần gốc của nó đây, tay cầm mút xốp nha. Cây này là pad của nó khá là lạ nha. Pad này, ở trong này nó có một cái vòng mà cái vòng kim loại ở đây nữa mọi người, để mình lắp máy. Đây, pad của nó là pad vặn như thế này, pad hãng. Pad trơn tru nha. Như thế này. Hiệu của nó đây. Dài là 1m80, độ cứng ML, hàng Korea xuất Nhật. Line là từ 4 tới 12 LB và lua là từ 1/4 tới 1/2 OZ nha. Độ cứng của nó là ML. Chất của nó là chất carbon như thế này. Khoen của nó là khoen Furi loại sấm xanh. Là khoen đầu tiên. Và phần ngọn của cần. Đây nó dính vít bẩn nha. Cái này thì nó không phải cái vít trầy đâu, nó bám bẩn này. Nó cạo ra được hết. Bắt khoen của nó là khoen Furi sấm xanh hết. Cái này ngọn là 2 ly mốt. Độ cứng ML dài 1m8, 2 khúc nha. Khoen Furi tổng thể. Cần lưu máy đứng, cây này mã cuối cùng, mã số 17, nặng là 100, nặng là 84g nha. Nặng 84g. 17 này giá là 550.000. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm tất cả là 17 cây cần. Thì mọi người xem và thích cây nào, vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0932455407 nha. Kết nối Zalo hoặc gọi điện trực tiếp, hoặc là mọi người có thể để lại số điện thoại nha, số điện thoại ở dưới cái video ấy, em sẽ chủ động liên hệ chốt đơn cho mọi người. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.